cả chuỗi những gì đã có trong năm 2018 cho đến lúc này vẫn tiếp tục một lần nữa được phát huy. Một tình huống ngẫu nhiên, Tấn Sinh lùi về va vào đối phương. Vâng, và thẻ đỏ dành cho Subhachai. Một pha va chạm khiến cho cầu thủ áo đỏ rất đau, xuất phát từ bước lùi của Tấn Sinh, và chúng ta có lẽ cần phải có một góc quay chậm để hiểu thêm những gì đã xảy ra. Đây, chúng ta cùng xem một lần nữa. Đúng là Tấn Sinh có những bước lùi làm cho Subhachai lỡ đà, nhưng anh chàng này cũng đã ức chế từ hiệp 1 rồi và có một động tác như là vung nắm đấm vào cầu thủ Việt Nam. Vị trí va chạm đứng rất gần sự quan sát của trọng tài người Uzbekistan Serov Kasimov.